Tỷ số sau ván đấu thứ nhất đang tạm thời là 1-0 nghiêng về kỳ thủ trẻ Nguyễn Huy Hưng. Ở ván đấu thứ hai thì danh thủ Lại Việt Trường đi tiên với mong muốn chiến thắng đã lập tức dựng công thế pháo đầu và tấn công rất nhanh. Bên đen đã phá hoại bình lăng và sau đó nhảy mã để chuẩn bị ra xe để tạo đà tấn kích. Còn bên đỏ thì đã khai cuộc tương đối là lạ mắt bằng đòn tam bộ hồ thay vì chiêu pháp phản cung mã quen thuộc và rất sở trường của Nguyễn Minh Hưng. Có thể thấy rằng là bên đỏ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho cái phần khai cuộc này để tránh đi vào cái lối mòn quen thuộc. Hai bên bắt đầu giáp trận rồi và các bạn thấy rằng là kỳ thủ trẻ Nguyễn Hưng đã sử dụng bình phong mã tam bộ hồ để đối phó với cả pháo đầu của bên đối phương. Đây là vòng đấu thứ 6 đối với Nguyễn Minh Hưng, còn là vòng đấu đầu tiên trở lại sau một quãng thời gian của quốc tế đại sư Lại Việt Trường. Nếu Nguyễn Minh Hưng thắng ván đấu này thì anh ấy sẽ đạt được cái bốc giải thưởng thứ hai rất quan trọng. Như vậy là bên đen đã xuất xong trực xe rồi một cách rất là từ tốn, cẩn thận và chắc chắn. Trong khi đó thì bên đỏ đã ưu tiên cho việc cởi một trong hai đầu mã để có thể tư thế phản kích ngay. Bên đen xe 2 tấn 4 tấn xe tuần hà. Mục tiêu của lướt cờ này đó là chuẩn bị đi lướt cờ binh 3 tấn 1 để đấu tốt thông đường. Bên đỏ pháo 8 binh 9, như vậy là dạt pháo biên để đấu xe ngay, giảm áp lực. Mục đích của lướt cờ này là khiến cho trận hình của bên đen sẽ mất đi cái sức mạnh của việc đi trước. Đây là lướt cờ cướp tiên rất là quen thuộc trong các đấu pháp của môn cờ. Ở ván này thì Nguyễn Hưng chỉ cần hòa là để giành quyền chiến thắng rồi. Như vậy là bên đen đã quyết định không đổi xe và đã cưỡng cầu đi ngay lướt cờ xe 2 bình 7. Ý đồ là đập con tốt, đè con mã cánh phải của bên đỏ. Đây là lướt cờ với mong muốn chiến thắng của quốc tế đại sư Lại Việt Trường. Bởi vì nếu để cho đối phương mà hóa giải dần thế công mà đấu quân đưa về cờ tàn thì thực sự mà nó rằng ở đẳng cấp cao hơn, nhưng mà danh thủ Lại Việt Trường cũng rất khó thắng được một kỳ thủ trẻ đang có sức cờ tiến bộ từng ngày. Rất là mau lẹ. Sau khi đối phương chạy xe thì bên đỏ đã lên tượng để củng cố, sau đó có lướt cờ tấn mã lên hà để khống chế điểm cao và có ý đồ chuẩn bị qua sông để phản công. Sau lướt cờ này thì bên đỏ đã chấn chỉnh được đội ngũ rồi. Và hình này là hình sẽ giúp cho hai bên sẽ bước vào một cái trạng thái đối kháng rất là hay. Đây là một lướt cờ rất chủ động và tích cực phòng ngự, chống cho đối phương có thể đi lướt cờ pháo 8 bình 7 để mở mặt xe. Nếu như bên đen mà đi lướt cờ pháo 8 bình 7 sẽ bị lướt cờ mã 6 tấn 4 vượt sông để bắt đôi, lúc đấy là sẽ chết cây ngay. Đây là lướt cờ rất là hiệu quả của bên đỏ.
khiến cho bên đen sẽ phải cẩn thận để tính đường trong cái bối cảnh này. Nếu như mà gọn gàng thì bên đen có thể nghĩ đến giải pháp như là xe 7 thoái 2 chạy xe về hà để căn mã, không cho mã qua sông. Còn nếu như mà cố gắng chủ trương tấn công thì có thể nghĩ đến phương án như là pháo 8 tấn 4 tấn pháo và nhằm vào con tốt đầu. Ván cờ này là đang thi đấu trong một cái tình thế là kỳ thủ Quốc tế Đại sư Lại Việt Trường đang bị dồn vào thế chân tường, buộc phải thắng mới có cơ hội để có thể gỡ hòa và sau đó sẽ vượt lên ở ván đấu thứ 3 quyết định. Còn kỳ thủ trẻ Nguyễn Hưng thì đang trên một con đường thi đấu rất là chắc chắn và cẩn thận, đang loại dần được các đối thủ sừng sỏ ở game show đấu trường cờ Việt rồi. Sau khi cân nhắc về sự lợi hại của các nước đi thì Quốc tế Đại sư Lại Việt Trường đã quyết định pháo 8 bình 6 hình thành lên ngũ lục pháo. Đây là nước cờ để có thể mở mặt xe và mục tiêu của bên đen là triển khai quân lực một cách đều đặn và tròn trịa. Trong khi đó thì mục tiêu của bên đỏ vẫn là giữ chắc và tiến chắc, không ngoài mục đích là để đánh một ván hòa. Như vậy là bên đỏ đã chống xị 4 tấn 5 khá là kịp thời để chuẩn bị tận dụng cơ hội đi lướt cờ xe 1 bình 4, bắt con pháo, tranh tiên luôn. Như vậy là để chống lướt cờ xe 1 bình 4 thì kỳ thủ Lại Việt Trường đã đi lướt cờ xĩ 6 tấn 5. Đây là lướt cờ để chuẩn bị trước, không cho đối phương tranh tiên đoạt thế. Sau đó thì kỳ thủ Lại Việt Trường có thể nghĩ đến một số các phương án tác chiến tiếp theo. Ví dụ như là xe 8 tấn 4 hoặc là có thể xe 8 tấn 5 luôn. Nhìn chung thì sau lướt cờ này thì mặc dù bên đen đã có được một cái thế an toàn về căn cứ của bên mình, nhưng mà về lâu về dài thì các bạn để ý rằng là con tượng lộ 3 của kỳ thủ Lại Việt Trường vẫn là một cái gì đó tương đối là yếu. Và kỳ thủ Nguyễn Hưng có thể nghĩ đến việc khai thác vào cái vị trí này bằng nước đi pháo 9 bình 7 để chờ đợi thời cơ. Rất hay. Như vậy là lướt cờ tiếp theo của bên đỏ
đó là lướt cờ xe 8 tấn 5, tấn xe kỵ hà. Và mục đích của lướt cờ này là để chống trước lướt cờ xe 8 tấn 4 đu xe tuần hà của bên đen, sau đó sẽ bình qua để đè mã. Và ngoài ra thì sau khi mà bên đỏ đi lướt cờ này xong thì bên đỏ có thể nghĩ đến một số những cái lướt đi tiếp theo rất là chủ động, ví dụ như là binh 7 tấn 1 và đấm tốt để có thể đấu cây và nhằm vào từ xa là tử huyệt con tượng lộ 3 của đối thủ, hoặc là có thể đi được lướt cờ nhảy mã qua sông để có thể trợ chiến bắt xe. Nhìn chung đây là một lướt cờ phòng ngự một cách từ tốn, chậm rãi và có ý đồ sâu xa của Nguyễn Minh Hưng. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Hưng đã đi một mạch đến cái vòng thi đấu thứ 6 này. Trên cái chặng đường này, anh ấy đã loại bỏ được các danh tướng rất là lẫy lừng của miền Bắc. Ví dụ như là kiện tướng quốc gia Nguyễn Anh Quân, hay là các cao thủ hàng tá như là Lê Linh Ngọc, rồi Quản Thanh Tùng, rồi một bạn trẻ rất là nổi tiếng ở năm trước, đó là Đào Anh Đăng, Á quân của đấu trường cờ Việt năm 2019. Và sau đó là cao thủ số 1 của tỉnh Bắc Ninh, đó là anh Dương Đình Trung. Như vậy là bên đen đã suy nghĩ mất vài phút cho lướt cờ tiếp theo. Quyết định cuối cùng đó là binh 7 tấn 1 và đấm tốt lên. Một lướt cờ cũng khá là khó hiểu của quốc tế đại sư Lại Việt Trường. Có thể là anh ấy đang nghĩ đến giải pháp là đánh chậm để có thể cẩn thận với những lướt cờ đột phá của bên đỏ. Bên đen sau lướt cờ này thì có thể nghĩ đến một số các lướt đi, ví dụ như là xe 8 tấn 3. Tiến xe lên hàng tốt, sau đó sẽ mở binh 5 lên để khống chế từ xa. Bên đỏ đã nhẹ nhàng đi lướt cờ pháo 9-7 rồi. Đây là một lướt cờ đang nhằm vào điểm yếu, đó là con tượng lộ 3 của bên đối thủ. Chỉ chờ cho bên đen đi lướt cờ xe 8 tấn 3 là lập tức ra tay ngay. Pháo quật lên, ăn tốt, bắt xe bắt cục là lúc đấy là thắng lợi.
Nước cờ rực pháo chờ đợi này, nước cờ phải nói là rất đặc sắc. Nếu như bây giờ bên đen mà manh động dùng pháo ăn tốt đầu thì sẽ dính ngay đòn đánh của bên đỏ. Lúc đấy là hai bên sẽ đổi quân xong thì bên đỏ sẽ có thủ pháp đó là binh 7 tấn 1 vượt sông. Trong khi đó thì danh thủ Lại Việt Trường cũng chỉ còn có hơn 19 phút thôi. Như vậy là Lại Việt Trường đã tấn công rồi bằng nước đi xe 8 tấn 5 tấn xe kỵ hà. Nhưng các bạn để ý rằng là con xe kỵ hà đó đang đứng ở một cái vị trí chân mã cản khá là nhạy cảm đấy. Nước cờ này là nước cờ mà sẽ khiến cho danh thủ Lại Việt Trường có thể bị sập bẫy phản kích của kỳ thủ Nguyễn Minh Hưng. Bên đỏ mã 6 tấn 4 rồi, đuổi xe rồi. Vâng, lẽ dĩ nhiên thì chắc chắn là bên đen phải đi nước cờ xe 8 bình 6, không có sự lựa chọn thứ hai. Bởi vì là nếu bình con xe 7 ra thì sẽ chết con xe lộ 8. Đây sẽ là những nước đi quyết định của cái ván đấu này. Những nước đi phải nói là rất có mục đích của cả đôi bên. Danh thủ Lại Việt Trường thì trong tình thế khó khăn nhất định cũng đang cố gắng tìm một cái đường công để đột phá vào phòng tuyến vô cùng chắc chắn của bên đỏ. Nguyễn Minh Hưng bây giờ sẽ phải xử lý nước cờ này. Nguyễn Hưng có lẽ đang nghĩ đến những một số các phương án để có thể bắt chiếc xe của đối phương. Tôi nghĩ là như vậy. Như vậy là thực chiến thì Nguyễn Hưng đã quyết định là bình xe để đổi xe rồi. Và thủ pháp tiếp theo của bên đỏ đó là lợi dụng con xe nhàn rỗi của mình để có thể tấn kích, phản đòn và đổi lấy con xe chiến đã phải mất khá nhiều nước đi của bên đen. Và nước cờ này là nước cờ đang bắt trực tiếp cây của kỳ thủ đối phương. Bây giờ đấu xe thì tất nhiên là bên đối phương sẽ ăn sĩ về rồi. Bây giờ không đổi xe cũng không biết đi đâu. Bởi vì là nếu như mà chạy xe ở lộ 6 thì chết con xe lộ 7 thôi. Đấy. Rất là rắc rối dành cho bên đen trong cái tình huống này. Và bên đen vừa rồi đã bày ra một cái mưu kế để có thể bắt cây của bên Nguyễn Minh Hưng bằng cái lướt đi binh 3 tấn 1. Tuy nhiên thì đã bị đối phương lợi dụng lại và tương kế tiểu kế bằng thủ pháp đấu quân rất là kịp thời. Như vậy là giải pháp tiếp theo dành cho kỳ thủ Lại Việt Trường đó là đưa tốt 7 qua sông. Và bởi vì theo phân tích mà trực tiếp dùng xe ăn xe thì bên đỏ sẽ có lợi. Và bây giờ thì bên đen đang có một tốt độ hà rồi. Và nếu đối phương ăn xe lên là con tốt đấy sẽ lắc vào
vừa ăn lại xe và vẫn giữ được vị trí con xe lộ 7 của mình đắc ở cái vị trí rất là đẹp. À, đến đây thì bên kỳ thủ Nguyễn Minh Hưng sẽ phải suy tính cho cái bối cảnh tiếp theo. Đến đây thì Nguyễn Hưng có thể phải nghĩ đến phương án tiếp theo, ví dụ như là đấu xe luôn và sau đó sẽ quăng mã tới để dọa chiếu rồi sẽ chuyển xe qua, thì vẫn có thể có được cái thế đánh nó khá là tích cực. Tình huống này là tình huống mà bên đen đang rất trông chờ vào việc khống chế vào lộ 7, lộ 3 của bên đỏ. À, đây là lướt cờ sẽ khiến cho kỳ thủ Lại Việt Trường lại một phen đau đầu nữa. À, rõ ràng là không ai muốn ăn xe trong cái bối cảnh này. À, Lại Việt Trường mà ăn xe xuống xe thì phải chạy con xe lộ 7 cũng rất là mất nhịp. Còn bên đỏ mà ăn xe lên thì bị con tốt ăn vào và vô tình là mở luôn mặt xe lộ 7 của đối thủ ra. Lúc đấy là bên đỏ lại chịu áp lực ở cánh phải rất là nặng nề. Tình thế này là tình thế bên đen rất khó đi. Thực sự là bên đen cực kỳ khó đi trong bối cảnh này. À, lượng thời gian thi đấu thì hoàn toàn ủng hộ cho kỳ thủ trẻ. Với lúc này anh đang hơn đối phương tới 8 phút. Và theo luật là về sau cận giờ bên Lào Dụng Kim là mình bị xử thua. Còn nếu mà xin hòa thì phải đi đủ số lượt quy định mà trong cái ứng dụng chơi cờ mà hai danh thủ đang chơi là người ta sẽ tự động đếm nước.
Hàng vô cùng là đau đầu dành cho bên đen, đặc biệt là bên đen lại đang phải cưỡng cầu để mong muốn có một chiến thắng vì đã bị dẫn trước ở ván lượt đi rồi. Ván đấu này thì hòa cũng như là thua thôi. Vì vậy là danh thủ Lại Việt Trường đang phải dốc toàn lực để suy nghĩ. Như vậy là bên đen đã đi lức cờ binh 5 tấn 1 và thủy thủ bên đen đã đi ngay lức cờ binh 5 tấn 1 rồi để chặn trước cái ý đồ là quật pháo sang để phản kích của đối thủ. Ván cờ đang ngày một diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều khi cả hai bên đều còn rất đông các quân chủ lực và chưa đổi một quân nào cả. Hai bên tốt tiếc vẫn còn rất lằng nhằng. Nhìn chung là do cái áp lực phải thắng cho nên là có một chút bất lợi về tâm lý dành cho Quốc tế đại sư Lại Việt Trường. Như vậy là bên đỏ sau một hồi cân nhắc, Nguyễn Minh Hưng đã đi lức cờ xe 8 bình 5 ăn vào tốt đầu ngay. Bên đen thì đã tranh thủ thời cơ đi lức cờ mã 9 tấn 7, phi mã lên để đuổi xe. Những lước đi rất là mau lẹ và sắc sảo của cả đôi bên. Bây giờ thì bên đỏ sẽ phải chạy xe trong cái tình huống này. Các bạn thấy rằng là âm mưu của tranh thủ Lại Việt Trường là dùng tốt là mồi nhử để dẫn dụ đối phương rơi vào tử địa, sau đó sẽ tận dụng thời cơ tranh tiên đoạt thế bằng nước cờ mã 9 tấn 7. Và lúc này đây thì Nguyễn Minh Hưng đang suy nghĩ và có thể là Nguyễn Hưng sẽ không chạy xe trước mà có thể đi lướt cờ pháo 1 bình 7 quật sang tốt đè mã và vẫn đe cục của đối thủ ép đối phương phải có cái giải pháp để chống lại lướt cờ ăn tượng, sau đó thì anh ấy mới có thể chạy xe vì khi đó là bên đối phương sẽ không lợi dụng được tình thế đấm binh. Như vậy là các bạn thấy rằng lúc này thì danh thủ là Lại Việt Trường cũng đang rất sốt ruột để chờ xem cái động tĩnh tiếp theo của bên đỏ là như nào. Bởi vì kỳ thủ Nguyễn Hưng là một kỳ thủ mặc dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng mà đường cờ khá là chín chắn và kinh nghiệm. Để có được cái công lực ngày hôm nay thì Nguyễn Hưng cũng đã tỏa sáng ở các đấu trường phong trào trước đó như các giải đấu sinh viên, rồi các giải cờ ở các tỉnh thành và đặc biệt là các giải đấu hội làng đầu xuân ở khu phía Bắc. Thì Nguyễn Hưng đã tham chiến rất nhiều giải đấu và tích lũy được cái lượng kinh nghiệm cũng như là cái kiến thức rất bổ ích. Đây là lá cờ hết sức là phức tạp của cả đôi bên. Thực sự mà nói đây là lá cờ sẽ là thử thách rất lớn dành cho cái công lực chung cuộc của kỳ thủ bên đỏ. Nếu như bên đỏ mà xử lý sai trong cái bối cảnh này là sẽ phải trả giá bằng một ván thua và biết đâu đấy thì ở ván đấu quyết định thì danh thủ Lại Việt Trường sẽ thể hiện đẳng cấp và sẽ thắng ngược trở lại. Còn nếu như bên đỏ xử lý thỏa đáng thì đã lợi được thêm con tốt đầu nữa và về lâu về dài thì tình huống đó cũng sẽ giúp cho Nguyễn Hưng sẽ khả quan hơn ở phần cơ tàn.
Ở hình thế này thì Nguyễn Minh Hưng đang nghĩ cách là có khả năng sẽ phải đấu xe rất phức tạp và thực sự là cực kỳ là giằng co. Mỗi bước đi của hai kỳ thủ trong cái trạng thái này đều sẽ dẫn đến một cái cục diện rất là mới. Như vậy là đúng như cái suy nghĩ của cá nhân tôi thì bên đỏ trước khi chạy xe đã đi nước cờ phá một bình bảy rồi và bắt cục ngay và ăn được con tốt lộ ba của bên đối thủ, và danh thủ Lại Việt Trường sẽ phải suy nghĩ để đối phó nước cờ này trước khi nghĩ đến những cục diện khác. Bây giờ nếu như mà kỳ thủ Lại Việt Trường mà đi nước cờ tước 3 tấn 1 thì bên đen người ta sẽ có một cái thủ pháp rất hay, đó là có thể đi nước cờ xe 5 tấn 1 và phế thẳng xe vào miệng mã và bắt trực tiếp con mã lộ 7 của bên đen. Bởi vì các bạn để ý rằng là đi như vậy ấy, và bên đen mà ăn mã lên ấy, là sẽ bị xiên cục ngay, con pháo 7 tấn 3 là sát luôn. Đấy, cho nên là Nguyễn Hưng muốn thử phản ứng của Lại Việt Trường xem bên đen sẽ đi thế nào trong cái tình huống bắt cục này trước. Đấy, như vậy là bên đen đã tước 3 tấn 1 rồi và giờ đến lượt Nguyễn Minh Hưng đi quân. À, đây là một ván cờ phải nói là về độ phức tạp là rất cao mà hai kỳ thủ đều đã gắng hết sức rồi. Những lá cờ này, lá cờ nhìn thì rất là bình thường nhưng thực ra là những lá cờ ẩn chứa những cái sự tính toán rất là sâu sắc. Và bây giờ thì đến lượt bên đen sẽ phải nghĩ kế. Xin lỗi các bạn, bên đỏ sẽ phải nghĩ kế để hóa giải cái thế công của bên đen. Và Nguyễn Minh Hưng chỉ cần hòa là đã giành thắng lợi chung cuộc ở ván đấu ở trận chiến này rồi. Nguyễn Hưng có thể nghĩ đến phương án đó là xe 5 tấn 1. Tôi nghĩ là đi lá cờ xe 5 tấn 1 đấy. Như vậy là đúng như dự liệu rồi, kỳ thủ Nguyễn Hưng đã đi lá cờ xe 5 tấn 1. Ý đồ là phế xe vào miệng mã để bắt trực tiếp con mã lộ 7 rất là lợi hại của Lại Việt Trường. Tất nhiên là bên đen không thể mã 3 tấn 5 lên vì sẽ bị lá cờ pháo 7 tấn 3 là chiếu bí ngay. Còn nếu như là chạy mã thì Nguyễn Hưng mừng quá và Nguyễn Hưng sẽ đi lá cờ đổi xe, sau đó sẽ mã 4 tấn 5 ăn vào tốt pháo đầu là sẽ triệt tiêu toàn bộ cái hệ thống phòng ngự của kỳ thủ Lại Việt Trường. Đấy, như vậy là các bạn thấy rằng đây là một lá cờ chung cuộc rất đột phá của kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Hưng. Nó sẽ khiến cho quốc tế đại sư danh thủ Lại Việt Trường thêm một phen gọi chung là vất vả nữa.
Như vậy là kỳ thủ lại bên trường đã phải đổi xe rồi. Vâng, đổi xe rồi. Và lẽ dĩ nhiên thì chắc chắn là bên đen người ta sẽ đi nước cờ ăn sĩ về. Và bên đỏ sẽ sĩ 5 thoái 4. Và lúc đấy là bên đen vẫn phải lo lắng với việc là bị đe dọa con mã ở lộ 7. Bên đỏ sĩ 5 thoái 4 rồi. Và đến đây thì chắc là kỳ thủ Lại Việt Trường sẽ phải nghĩ cách để bịt đường vào cái vị trí con mã đang bắt xe đã. À, lúc này thì bên đỏ đang đe dọa là mã ăn xe. Vì vậy là bên đen sẽ phải nghĩ cách cụ thể là có hai hướng đi. Đó là tốt 7 bình 6. Hai là có thể nhảy trực tiếp mã 7 và mã 7 tấn 6. Tuy nhiên thì kể cả là bên đen đi lước nào trong hai lước cờ đấy thì chắc là bên đỏ người ta cũng sẽ nghĩ đến phương án đó là dùng mã để đổi pháo đầu. Thực sự lúc này là một bài toán rất lan giải dành cho kỳ thủ Lại Việt Trường. Bởi vì nếu như mà đi tốt 7 bình 6 thì sợ là đối phương sẽ mã 4 tấn 5. Còn nếu như mà nhảy mã 7 tấn 6 thì đối phương có khi lại đi lướt cờ xe 5 bình 3, bình xe ra để bắt tượng và cô cây, cũng rất mệt mỏi dành cho Lại Việt Trường. Nhìn chung là đây là bối cảnh chung cuộc không hề dễ chịu gì dành cho bên đen, nhất là trong bối cảnh đang phải cầu thắng. Vậy là bên đen đã đi lướt cờ tốt 7 bình 6 rồi. Và giờ bên đỏ sẽ xử lý lướt cờ này của bên đen. Thời gian thi đấu của hai kỳ thủ đang cạn dần và họ sẽ phải đi nhanh hơn trong bối cảnh tiếp theo. Như vậy là tình thế mà bên đen đang đưa ra cũng là một bài toán cũng khá là gay go dành cho bên đỏ. Bên đỏ bây giờ sẽ phải nghĩ cách để có thể mở rộng nước tiên của mình. Và lẽ dĩ nhiên là không thể dùng pháo ăn qua mã được vì sẽ chết xe. Còn bây giờ nếu như bên đỏ mà đi lướt cờ mã 4 tấn 6 thì đang bắt mã thì chắc là bên đen sẽ phải thoát mã đi thôi. Bên đen khả năng sẽ phải đi nước cờ mã 7 tấn 8.
Bên đen sẽ phải đi nước cờ mã 7 tấn 8. Thì khi đó thì bên đỏ người ta sẽ đối phó bằng những cái chiêu pháp tiếp theo. Tình huống hai bên đang diễn ra một cái hình cờ có tính chất đối công cũng rất phức tạp. Rất mệt mỏi dành cho kỳ thủ đối phương trong bối cảnh bên đỏ đang dọa sát rất mạnh. Bây giờ thì bên đen đang phải lo lắng. Bên đen bây giờ mà đi pháo 7 thoái 1 thì chắc chắn là đối phương sẽ vỗ xe chiếu tướng. Khi đó thì buộc phải bình pháo vào đệm thì đối phương nhẹ nhàng sẽ mã 7 thoái 5 ăn pháo đầu chẳng hạn. Đấy, ăn pháo đầu cũng là dẫn đến một cái cục diện chết chóc dành cho kỳ thủ lại Việt Trường. Như vậy là ở ván đấu thứ hai, Nguyễn Hưng lại đang khiến cho đối phương lâm vào tình thế rất nguy hiểm rồi. Vâng, rất hay. Như vậy là bên đỏ lại rền rứ để đánh cục trong cái tình thế này. Và bây giờ mà đối phương mà giật pháo về là sẽ khả năng là sẽ chết mã, và khả năng chết mã ngay. Và lúc đấy là bên kỳ thủ bên đỏ sẽ quật pháo lên mã, và đối phương mà ăn pháo qua xe thì sẽ bị quả pháo lồng, còn nếu mà ăn pháo sang pháo thì sẽ bị vỗ xe mặt chiếu cục. Nhìn chung là đây là những nước cờ tổ hợp gọi là xô sát của bên đỏ, và rất liền mạch, rất có tính logic và có cái sự tinh tế nhất định. Thời gian thì không ủng hộ cho lại Việt Trường. Danh thủ sinh năm 1980 chỉ còn lại vẻn vẹn có hơn 1 phút thôi. Và xin nhắc lại là không có tích lũy giờ. Vì vậy là bên lại Việt Trường không thua về cờ thì cũng thua về giờ thôi. Đây là tình huống có quá nhiều lợi thế dành cho kỳ thủ trẻ Nguyễn Hưng để hướng tới ván thắng thứ hai liên tiếp trước một đối thủ rất là lặng ký, và sẽ giành được chiến thắng chung cuộc sau cái ván đấu này.
Trận đấu đã kết thúc với kết quả chung cuộc. Kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Hưng đã giành chiến thắng 2-0 sau khi đã thắng cả lượt đi lẫn lượt về trước danh thủ quốc tế đại sư Lại Việt Trường. Và với chiến thắng này thì kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Hưng đã chạm mốc chiến thắng thứ 6 và giành được giải thưởng trị giá 13 triệu từ ban tổ chức. Hẹn gặp lại các bạn trong những trận đấu kế tiếp của kỳ thủ trẻ Nguyễn Minh Hưng trên con đường chinh phục các mốc điểm cao hơn trong game show Kỳ Vương Đấu Trường Cửa Việt. Ra mà là đằng nào cũng chết thì thôi, không theo Tây y, Tây y thì lông chỉ kéo dài thôi, thì thôi cứ uống thuốc lam, biết đâu gặp thầy gặp thuốc thì lại khỏi hẳn. Lúc đầu thì em cũng tin, lúc đầu thì em cũng cứ muốn em là theo chữa theo bác sĩ cơ, nhưng mà nhà em liền. Đến nay thì đi xét nghiệm thì thấy tỷ lệ tế bào ung thư giảm rõ rệt, thì mấy cháu cũng thấy cũng cơ thể là cũng khỏe khoắn hơn, thì cháu cũng nói chung là cũng tỷ lệ ung thư nó giảm, thì trước là 5.000 mấy, giờ còn có hơn 1.000 thôi, nó cũng giảm nhiều. Đó là đầu tiên thì em xét nghiệm thì là cái khối u đó là vào 8-10 mm, thì cái tế bào ung thư là hơn 3.000, đấy là lần đầu. Còn xong về đấy thì cũng nhà em cũng đi uống một vài chỗ vì cũng không thấy ăn thua, thì đi khám thì thấy là nó khối u thì nó cũng tăng hơn không đáng kể, nhưng mà cái tế bào ung thư thì nó lại tăng cao lên tận hơn 5.000. Đấy, xong bắt đầu thì uống đến cái có cái anh ở Bắc Giang ấy, thì là anh đấy lúc mà bọn em nhập viện ca thì con gái anh ấy bị, thế là anh ấy cũng không điều trị, anh cũng về, nhưng mà anh ấy lại uống ở Bắc Giang. Thế nhưng mà anh lại gửi cái clip của cô ba cho nhà em, tại em hỏi là anh đang dùng một thuốc ở đâu, thì anh bảo là anh uống nhưng mà cũng không rõ, anh chưa đi khám thì em cứ thử xem cái này, nghiên cứu xem. Thế là nhà em xem clip xong, thế là hôm sau quyết định gọi điện cho cô ba, thế là quyết định đi lên nhà cô luôn. Thế là uống của cô được khoảng 2 tháng thì nhà em đi kiểm tra lại, thì khối u thì nó cũng giảm, thì nó cũng không giảm nhiều, nhưng mà cái tế bào ung thư thì nó giảm rõ rệt, là còn có hơn 1.000. Nó đau lắm, nó căng cứng luôn, chân tay nó phù lè, mà chân tay kiểu như có hoa, nó vỡ hết ven, nó kể cả tay cũng thế, nó vỡ ra, nó cứ tím ngắt, mặt nước là nó có nấm nước, cứ rửa mặt mới đầu em tưởng bị gì, nhưng mà sau cái kỹ này cái nó lại ra cái lấm, dùng thuốc của đắc ba đây, nhưng mà cảm thấy trong vòng nửa tháng cái thấy cơ thể nó khỏe luôn. Trước em thì cầm cái gì lặng cái không buồn cặp cầm, đi chẳng buồn đi đứng chẳng buồn đứng, mệt lắm, cũng mệt mỏi. Bây giờ ăn cơm tốt, một tuần sau nó khác luôn. Nghĩa là mới đầu đi tiểu đi ấy đi nước đi ngoài ra toàn nước thôi, mấy chục lần, mười mấy lần. Thế nhưng mà sau nó thân nó dẻo dần. Thế sau đi lại khỏe khoắn. Cái chính là trong cơ thể mình. Sau cái bụng nó lép còn nép hơn cả bây giờ luôn này. Nó nép hơn cả bây giờ. Bây giờ bụng nó to như thế này. Chẳng có gì. Mà chân tay không phù lề. Nó sáng sủa. Thế sau nó bạn bè rồi anh em. 100 người nhìn, cả 100 người là đều bảo là mày uống thuốc này hợp đấy, thấy da sáng lắm rồi, mừng lắm. Và từ tháng 7 năm 2018 đến giờ là em bị vỡ tĩnh mạch thực quản 2 lần, phải đi thắt 2 lần, nói chung nó rất là nguy hiểm. Bệnh viện Bạch Mai họ nói là chỉ thắt được 1-2 lần nữa, thậm chí còn không được lần nào. Nếu như mình đã nôn ra máu mà không nhanh như cấp cứu thì em nghĩ là không có thuốc chữa được. Vì em đang trong cái tình trạng đấy là em biết rồi, có nghĩa là đi ngoài phân đen như thế là chuẩn bị vỡ rồi. Người em rất là nóng sốt, nhưng mà em biết hiện tượng này chỉ trong vòng khoảng 11-12 giờ đêm sẽ vỡ như trước là vỡ. Thì trước khi đi viện thì em có điện cho chị ba là nói là tình hình em bị đi ngoài phân ra máu nhiều như thế và người nằm sốt
nhưng cặp nhiệt độ thì lại không cao, chỉ 36 độ 4 thôi. Hai lần cặp nhiệt độ chỉ 36 độ 4 thôi. Thì chị bảo là bây giờ đang tình trạng của em là đang vỡ các thành mạch trong dạ dày và trong ruột. Thế bây giờ chị bảo phải vào nhà chị là chị có cái cao chống vỡ mạch máu và chống nôn ra máu đó. Thì thật ra em không dám tin 100%, bây giờ mình đang tình trạng như thế rất là hốt chứ. Mà trong cái thời điểm em đang chữa một cũng một ông thầy la là ông bảo nếu bị lần thứ hai thứ ba thì thôi tốt nhất không đi viện, có nghĩa là xác định chết đi. Cái ông thầy lần trước kìa. Đấy, ông vẫn đang chữa đấy. Em bỏ 10 thang thuốc đây, vẫn để trên tầng này. Vợ em nào thì bỏ thuốc của ông đấy, bảo bỏ thì không chữa được thì để làm gì. Thế là em điện cho chị thì chị bảo là đi vào nhà chị có loại cao đấy sẽ cầm được ngay máu và khoảng 2 ngày sau sẽ đi ngoài để. Thế là em cũng rất thế nào em cũng lại rất là đi. Thì em đi vào. Vào thì chị cũng tầm này này, tầm chiều này này. Bắt đầu em về em sao là em uống đó. Uống thì chị bảo nó sẽ cầm ngay không đi ngoài nữa. Thì 2 ngày sau là bắt đầu đi ngoài ra toàn bộ phân đen này. Phân mà đã được trộn máu ở trong cái dạ dày mình có cái thức ăn trong ấy. Thì đi hai thì ngày hôm sau mới hết cái phân đen này. Thì đúng cái hôm sáng hôm sau em bị đi ngoài ra máu thì chiều tối như này em xem cái clip quay trên này thì em lại đúng cũng là duy thật. Số em vẫn còn được sống. Chứ nếu không nhá, em không xem hôm đấy thì là sáng hôm sau nó bị như thế là em đi viện bệnh mai ai. Vì hiện tượng đấy là em biết rồi. Đi nhanh cần kịp chứ cần không này. Nếu mà để nó lại nôn tiếp ở nhà thì chắc là không bị được. Thuốc tây là họ không có cái thuốc để chống vỡ và thu và cầm lại như thế. Là khi uống của chị vào là thấy cầm luôn. Trước mắt là nó so với góc nhìn chúng tôi là nó hơn hẳn là bên tây. Đó. Bên kia thì nó chỉ hơn hẳn là cái bệnh ý, còn để bên kia chỉ vỡ là nhà thờ tháp thôi. Đúng rồi. Người ta không có thuốc điều trị để cho mình thu lại những cái tĩnh mạch này. Nói thật với anh là khi em gọi điện chị bảo là có cái loại thuốc đấy em cảm thấy đúng là như kiểu là tù nó được ân xá. Thật như kiểu chủ tịch nước nó ký ân xá. Quá sướng luôn. Này em đi xét nghiệm là một lần rồi thì người ta có nói là có virus viêm gan B, nhưng cái đợt này thì là những cái đợt ấy thì em người nó vẫn cứ bình thường, nó không sao. Ra Tết người nó cứ thấy mệt mà cảm thấy nó mệt làm sao, nó khó chịu. Thì em mới lên em khám thì em kể với người ta, thế thì em bữa giờ cho em đi siêu âm chiếu chụp, có nghĩa là khám tổng thể. Vâng, thế là khám tổng thể thì người ta bảo là có viêm, có virus viêm gan B. Thế thì em mới bảo rằng là thế bác sĩ mới bảo thế bây giờ cho đi xét nghiệm xem là nó có âm tính hay dương tính ấy. Thế là xét nghiệm thì thế là dương tính. Thì ông bác sĩ thế này, có cái ông bác sĩ đấy, ông ấy để giới thiệu, ông bảo là có cái số điện thoại như này thì cô cứ điện đi, nếu mà cảm thấy uống được thì cô lấy lá thuốc nam cô uống, chứ cô đừng chữa bằng thuốc tây. Thuốc tây nó chỉ được thời gian thôi rồi nó lại tái phát. Thế ông dặn thế, thế là về mới đi lần mới đi tra thì là thấy thế thì mới gọi cho chị ý chứ. Uống được cơ khoảng nửa tháng sau là bắt đầu người nó cảm thấy nó khoan khoái lắm, nó không mệt đấy, mà mới được một nửa tháng thuốc đấy. Thế là từ hôm ấy đi thì nó cứ bình thường như thế, mà có cái bệnh đau đầu là cũng từ hôm ấy đi, từ giấc này là có nghĩa là hầu như không bị đau đầu nữa. Đúng thật cái bệnh đau đầu là đúng từ hôm 3 tháng nay, từ Tết đến nay là rồi là chị bỏ hết các thứ đi là cũng bỏ luôn, không uống một cái gì nữa. Thế là giờ người nó khoan khoái, nó không mệt. Đấy.